Thưa quý vị và các bạn thân mến, Hiệp định Paris khuất tất và khả năng tái hợp. Chúng ta không thể nghe một mình ai để mà quyết định là Hiệp định Paris đã chết, đã trở thành vô giá trị. Một hiệp định quốc tế thật ra không bao giờ tự nó chết cả. Hiệp định Pháp bán đất, Louis Sien cho Mỹ năm 1803 hay Nga nhượng bộ Alaska cho Mỹ năm 1867 cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị của nó. Để xóa bỏ được những điều ước năm Nhâm Tuất 1862 rồi Giáp Tuất 1872 hay Hiệp ước Bâtel-Notre 1884, sau đó dẫn đến bảo hộ mà Triều Tự Đức ký với Pháp, thì chính vua Bảo Đại đã phải tuyên bố hủy bỏ chúng ngày 11 tháng 3 năm 1945. Nghiêm kế tổ Việt Nam máu lửa trang 31 có viết. Nghĩa là ông Bảo Đại đã lấy lại độc lập cho nước nhà 6 tháng trước khi ông Hồ Chí Minh đứng ở Ba Đình tuyên bố độc lập lần thứ hai. Và cũng vì tôi chưa nghe thấy ai ngoại trừ một hai người không có thẩm quyền cho là Hiệp định Paris 1973 và Định ước quốc tế sau đó ngày 1 tháng 3 năm 1973 đã chết, nên ta cũng có quyền nghi ngờ quyết định đơn phương kiểu tùy tiện đó. Còn điều vài người khác lo xa, như không ai muốn Việt Nam lại bị chia cắt ra làm hai phần một lần nữa, thì thật là chuyện lò bò trắng răng. Đã ai nói là trở lại Hiệp định Paris là để chia đôi đất nước đâu. Trở lại Hiệp định Paris chỉ có nghĩa là năm 1973, ít nhất cũng đến tháng 4 năm 1975 là có một thực tế do Hiệp định Geneva đẻ ra, đó là đã chia hai quốc gia Việt Nam với hai thể chế khác nhau. Hiệp định Paris nhằm giải quyết vấn đề thống nhất Việt Nam bằng con đường hòa bình với không bên nào thôn tính bên nào. Chương 5 của Hiệp định Paris song nó đã bị vi phạm, do đó mới cần đặt lại vấn đề trở về với Hiệp định Paris đó. Một hiệp định được quốc tế và Liên Hợp Quốc long trọng tuyên bố tôn trọng. Thiết tưởng một sự thật như vậy là trong sáng như pha lê, không có điều gì là khó hiểu cả. Đã 47 năm trôi qua kể từ khi Hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại thủ đô của nước Pháp. Vừa qua, một nhóm người từ Mỹ, Canada và tại Pháp có người đã từng tham dự Hiệp định Paris cũng như đã từng phục vụ trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã đến thăm lại nơi chốn đã ký kết hiệp định lịch sử này. Họ cũng là những người đang nỗ lực tái hợp lại Hiệp định Paris để tìm một giải pháp cho vấn đề Biển Đông. Số 19 đường Kleber tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế cách đây 47 năm đã ghi nhận một sự kiện lịch sử. Hòa đàm Paris, nơi có 4 thành phần gồm Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đã đặt bút để ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam, thường được gọi tắt là Hiệp định Paris hay Hiệp định Palais. Quyết định số phận của miền Nam Việt Nam từ ngày 27 tháng 1 năm 1973. Trung tâm hội nghị quốc tế nơi ký Hiệp định Paris này đã được chính phủ Pháp bán lại cho tập đoàn khách sạn 5 sao Peninsula thuộc sở hữu của The Hong Kong and Shanghai Hotels và Katata Hospitality. Mặc dù cư ngụ tại Pháp, nhưng lần đầu tiên trở lại nơi đây nhìn lại cảnh cũ, ông Phạm Đăng Sum, nguyên phát ngôn nhân và giám đốc nhà thông tin, báo chí và Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa ngậm ngùi chia sẻ. Đến đây thì tôi rất bỡ ngỡ, ngỡ ngàng bởi vì tôi không nhận ra được. Lúc đó là buổi sáng chúng tôi đến và ngồi ở cái phòng mà bây giờ tôi nhìn không ra, mà có lẽ bây giờ họ đổi ra thành phòng ăn, rộng lắm. Có cái bàn rất rộng và trong đó có 4 phái đoàn, lẽ tất nhiên là phái đoàn của Mỹ, phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa, phái đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Bắc Việt và phái đoàn của Nam Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Tôi nhớ là tôi ngồi ở chỗ mà nhìn ra con đường, lúc đó chưa có cổng như bây giờ. Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 thực ra là kết cuộc của một chuỗi thương lượng kéo dài 4 năm 9 tháng, bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 1968 giữa Hoa Kỳ, Bắc Việt. Sau đó ngày 25 tháng 1 năm 1969 có thêm Việt Nam Cộng Hòa và mặt trận
Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với 202 phiên họp chính thức và 24 cuộc họp không chính thức, còn gọi là đi đêm, giữa Ngoại trưởng Henry Kissinger và ông Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, ông Phạm Đăng Sung còn nhớ lại sau khi hiệp định này được ký xong. Có một giai thoại là ông trưởng phái đoàn Bắc Việt và mấy ông ở trong Nam gặp chúng tôi cũng chào và nói rằng chúng mình nay mai sẽ thống nhất gặp gỡ nhau. Trong việc này không ai được ai thua hết, chúng ta là dân Việt Nam cả. Chúng ta từ nay sẽ độc lập và theo những điều trong thỏa hiệp thì là không có những sự trả thù, không có những sự tranh đấu. Từ nay chúng ta sẽ thống nhất, hòa bình, nhưng mà tiếc thay. Lúc nói thì như vậy, nhưng sau này thì thực sự thấy là sự thống nhất không được giải quyết bằng phương pháp hòa bình, mà là bằng sự cưỡng chế, bằng vũ lực. Đó là điều không nói đến trong Hiệp định Paris. Chỉ nói rằng sẽ có thống nhất với sự thỏa hiệp giữa hai miền, chứ không có sự thống nhất bằng vũ lực như năm 1975. Đó là điều làm tôi rất buồn, rất tiếc. Hiệp định Paris gồm 9 chương, 8 chương chính là một chương phụ và 23 điều khoản. Nội dung hiệp định đòi hỏi các nước phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam đã công nhận. Quân đội Hoa Kỳ và đồng minh rút quân khỏi miền Nam Việt Nam và các cam kết tôn trọng quyền tự do, nhân quyền của người dân Việt Nam. Nhân dân miền Nam có quyền tự quyết tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do và dân chủ, có giám sát của quốc tế. Sau đó, việc thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào và không có sự can thiệp của nước ngoài. Hiệp định Paris sẽ hết hiệu lực vào ngày tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976. Điều 5 chương 2 của Hiệp định quy định Hoa Kỳ phải rút toàn bộ quân và cố vấn trong vòng 60 ngày sau khi ký hiệp định, nhưng lại không nói gì đến lực lượng quân đội Bắc Việt còn ở lại miền Nam lúc ấy. Luật sư Lê Trọng Quát, dân biểu thời đệ nhất Cộng Hòa, quốc vụ khanh thời đệ nhị Cộng Hòa phân tích. Điều khuất tất nhất trong Hiệp định Paris là không có nói, chứ không phải là không nói rõ. Hoàn toàn không nói về sự tồn tại của 100.000 cán binh cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Cái hiệp định đó đã im lặng. Đó là sự nhượng bộ to lớn của Hoa Kỳ để cho Việt Cộng ký hiệp định. Chúng ta biết rằng Hiệp định Paris có điều khoản cốt cán là quân đội Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải rút lui sau khi hiệp định ký kết. Trong lúc đó, thì 100.000 cán binh Việt Cộng còn ở lại trong miền Nam Việt Nam mà hiệp định hoàn toàn không nói đến. Đó là một ẩn khuất quan trọng đã quyết định số phận của miền Nam Việt Nam. Hiệp định bắt đầu có giá trị lúc 0 giờ, giờ quốc tế GMT đêm ngày 27 dạng ngày 28 tháng 1 năm 1973, tức 8 giờ sáng giờ Việt Nam. Nhưng sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973, miền Bắc Việt Nam đã lợi dụng những vùng tranh tối tranh sáng hay vùng da beo, nơi không phân biệt được quốc gia hay cộng sản, để tiến hành cái mà họ gọi là cuộc đấu tranh của nhân dân ta để thi hành Hiệp định Paris. Thực chất là cuộc đấu tranh để tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam kéo dài hơn 2 năm nữa mới kết thúc. Theo lời của luật sư Lê Trọng Quát thì đây là sự vi phạm Hiệp định Paris trắng trợn của Cộng sản Bắc Việt. Khi tiếng súng vừa chấm dứt vào lúc 1 giờ sáng ngày 27 tháng 1 thì Việt Cộng ở phía Bắc đã bắt đầu vi phạm hiệp định bằng cách họ không ngưng tiếng súng mà vượt ra khỏi vùng họ đang chiếm đóng để chiếm cứ thêm đất đai và dân chúng ở những vùng đó. Có thể nói tình trạng da beo lúc bấy giờ giữa hai bên, dân cư và những vùng khác nhau trong lãnh thổ miền Nam Việt Nam đã tạo ra sự khó khăn cho việc thi hành hiệp định và Việt Cộng lợi dụng cơ hội đó tỏa ra để chiếm thêm đất đai. Sự vi phạm bắt đầu từ đó. Sự vi phạm thứ hai, chúng ta đều biết là quân đội chính quy của Bắc Việt Cộng sản đã hoàn tất cuộc xâm lăng tràn vào chiếm cứ thủ đô Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng ta thấy rõ ràng là họ vi phạm hoàn toàn Hiệp định Paris. Để thoát khỏi vũng lầy của cuộc chiến Việt Nam, theo tài liệu của sử gia Trần Gia Phụng, truyền thông quốc tế sau này tiết lộ Tổng thống Hoa Kỳ Nixon đã nói với Ngoại trưởng Henry
Kissinger. Tôi không biết rằng những lời đe dọa liệu có đủ hay không, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cần thiết, như là hay sẽ cắt đầu ông ta nếu cần. Tin AFP thứ 3 ngày 23 tháng 6 năm 2009, BBC thứ 4 24 tháng 6 năm 2009, ông Phạm Đăng Sung cũng khẳng định: "Chúng tôi biết là cái hiệp định này có nhiều cái bất lợi rồi, cho nên Tổng thống Thiệu lúc đó đã nhiều lần kéo dài không muốn ký. Nhưng Hoa Kỳ đã ép buộc và đưa ra những đe dọa để bắt chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải ký. Lúc qua đây, tôi là người ôm hồ sơ hiệp định. Tôi thấy rõ ràng có nhiều điều không tốt cho Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mình nghĩ rằng nếu như thực hành nghiêm chỉnh thì cái hiệp định đó có thể đưa ra sự hòa hợp, hòa giải giữa hai bên." Điều thứ 11 chương 4 trong hiệp định quy định hai bên sẽ thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc, xóa bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử với bên này hay bên kia, bảo đảm các quyền căn bản của người dân. Theo luật sư Lê Đình Thông, nguyên công cán ủy viên Bộ Thông tin dưới thời đệ nhị Cộng Hòa, luật sư Tòa Thượng thẩm Sài Gòn, giáo sư quan hệ quốc tế Đại học Nanterre Pháp, sự thực khi điều khoản trong hiệp định là một sự mỉa mai vì chính những lời ký và cam kết đã không tôn trọng nó, ông nói. Mỗi điều khoản của hiệp định đã đưa đến cho tôi một sự cay đắng, một sự mỉa mai, bởi vì những quy định này hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Tôi phân tích vấn đề một cách khách quan trong tinh thần đại học, chứ không đứng trong quan điểm của bên này hay bên kia mà phân tích một cách thiên lệch. Như chúng ta thấy, bản văn đã ghi rõ là cấm mọi trả thù. Vậy mà tại sao sau năm 1975, chính những người đã ký kết họ đã trả thù một cách man rợ? Amnesty International đã nói rõ, mà con số này cũng do Hà Nội đưa ra, là có đến 1 triệu người đã phải vào các trại mà người ta gọi là trại cải tạo. Nhưng thực tế, cải tạo ở đây, theo cái nhìn của tôi, là cải tạo từ tự do sang nô lệ. Chữ cải tạo chỉ có một ý nghĩa như vậy thôi. Điều 19 trong Hiệp định Paris quy định trong vòng 30 ngày sau khi ký kết, một hội nghị sẽ được triệu tập để bảo đảm việc thực thi hiệp định. Ngày 2 tháng 3 năm 1973, một hội nghị được triệu tập tại Paris để ký hiệp ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam, gồm 12 nước là 4 bên trong Hội nghị Paris: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, cùng 8 nước khác là Canada, Hungary, Indonesia, Phần Lan, Anh, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Liên Xô và Pháp, trước sự chứng kiến của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kurt Vohem. Định ước này gồm 9 điều khoản nằm nhằm bảo đảm việc thực thi Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, giữ vững hòa bình tại Việt Nam, luật sư Lê Trọng Quát cho biết. Định ước cuối cùng, at the final, đó cũng ghi một điều rất quan trọng: sự tôn trọng quyền lãnh thổ của nước Việt Nam. Nếu áp dụng đúng điều khoản đó thì Trung Cộng không thể xâm lăng những lãnh thổ, lãnh hải của chúng ta như chúng ta đã biết. Dựa vào những điều khoản đã ghi rõ trong hiệp định cũng như điều 7 trong định ước quốc tế quy định về việc tái hợp Hiệp định Paris, luật sư Lâm Trấn Thọ, Montreal, Canada, từ năm 1999 đã tìm cách tái hợp lại Hiệp định Paris. Theo ông, Cộng sản Việt Nam đã không tôn trọng các điều khoản trong hiệp định, vì thế chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ thật sự chấm dứt. Nếu có một chính phủ pháp định liên tục công quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì việc vận động các quốc gia khác tái hợp Hiệp định Paris là điều khả thi. Điều 7 trong định ước quốc tế bảo đảm việc thực thi Hiệp định Paris quy định: nếu muốn tái hợp Hiệp định Paris thì có hai cách. Cách thứ nhất, Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, đồng ý tái hợp. Cách thứ hai, 6 quốc gia trong 12 quốc gia đã ký kết trong Hiệp định đồng ý tái hợp. Điều này có nghĩa là nếu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa pháp định hiện nay do luật sư Lê Trọng Quát đảm nhiệm từ năm 2015, vận động được thêm 5 nước nữa đồng ý thì có thể tái hợp Hiệp định Paris. Luật sư Lâm Trấn Thọ trình bày về công trình nghiên cứu của ông.
Cái định ước bảo đảm thực thi Hiệp định Paris được định rằng khi có một vi phạm thì có một thủ tục mà chúng ta phải tuân theo để có thể tái hợp hiệp định này. Thủ tục đó là có hai phần. Phần thứ nhất, chúng tôi hiểu vì lý do gì mà Hoa Kỳ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại có ưu tiên để tái hợp. Nếu họ đồng yêu cầu tái hợp thì mọi người phải họp, còn nếu không thì một thành phần nào đó phải vận động 5 thành phần khác để được 6 trên 12 thì mới tái hợp. Cái gì mà nó đưa tôi đến ý định đây là thời điểm mà chúng ta có thể làm được? Tôi đã bắt đầu từ năm 1999 để kêu gọi đồng hương làm sao phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa, thức dậy để dùng Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi những nước khác để có được 6 thành phần trên 12 thành phần trên 12 nước để tái hợp hội nghị. Để đặt vấn đề bầu cử tự do ở Việt Nam và đặt vấn đề chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Cộng đang lấn chiếm ở Biển Đông. Luật sư Lâm Chấn Thọ đã bắt đầu công việc khó khăn mà có người cho là đội đá vá trời này để tìm lại công đạo cho miền Nam Việt Nam đã bị bức tử cách đây 47 năm bởi lợi ích của Hoa Kỳ và Cộng sản Bắc Việt. Cuộc trường trinh kéo dài 20 năm dần dần đã có những kết quả cụ thể, luật sư Lâm Chấn Thọ cho biết. Một tin mừng cho quý vị và cho tôi là hiện giờ Canada có một quyết nghị của Thượng viện Canada đòi hỏi Canada phải đóng một vai trò tích cực hơn để dùng định ước bảo đảm thực thi Hiệp định Paris, hay còn gọi là kết ước của Hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam, dùng cái đó để giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông. Đó là công sức của Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt, Ngô Thành Hải. Thành ra chúng ta đã đi được con đường rất xa và đặc biệt là ông Ngô Thành Hải đã vận động được Bộ luật Canada lên tiếng kết án Cộng sản Việt Nam vi phạm Hiệp định Paris một cách trắng trợn. Bộ luật đã được chuẩn y bởi Quốc hội Canada mà không có bất kỳ một phiếu chống nào. Cộng sản Việt Nam đang điên tiết về vấn đề này. Đó là con đường chúng ta đã đi ở Canada rồi. Còn ở bên Hoa Kỳ, tôi đã tìm ra được một bộ luật, đó là Bộ luật 93559, Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đồng đòi hỏi hành pháp Hoa Kỳ phải tái hợp hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam như chúng ta đã muốn. Nhưng bộ luật đó bị ngâm tôm trong vòng mấy chục năm nay. Đó là cơ hội ngàn vàng cho chúng ta và sau đó quý vị thấy tôi có mặt ở châu Âu. Đây là vì đây là bước tiến tiếp theo của chúng ta. Quý vị hỏi tôi những nước nào, xin cho tôi tạm không nói, nhưng quý vị hiểu rằng chúng tôi có mặt ở châu Âu thì muốn hay không muốn có những vận động đang xảy ra. Trung Quốc là một trong những quốc gia đã ký kết bảo đảm việc thực thi hiệp định này. Trong đó có điều khoản bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Vì thế, việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa cũng là một hành động vi phạm Hiệp định Paris, luật sư Lâm Chấn Thọ tiếp. Trung Cộng là một thành viên đã ký, Trung Cộng đã hứa sẽ tôn trọng và bảo đảm sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam. Vậy tại sao Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988 và bây giờ không ai đặt vấn đề đó hết? Bây giờ đã đến lúc chúng ta đặt vấn đề. Đặt vấn đề cách nào? Đặt vấn đề tái hợp hội nghị lại. Và khi nào ta tái hợp hội nghị lại? Chúng ta sẽ biến hội nghị đó thành một cơ quan tài phán quốc tế. Tức là gì? Dùng ảnh hưởng của những nước trong hội nghị Paris để làm áp lực bắt Trung Cộng phải có một thái độ đúng đắn về Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra, luật sư Lâm Chấn Thọ cũng trình bày trước công luận quốc tế đã được công bố. Đó là lá thư viết ngày 17 tháng 4 năm 1975 của Ngoại trưởng Henry Kissinger gửi cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam lúc đó là ông Graham Marty. Trong đó, Kissinger viết, Pháp đã tiếp cận chúng ta và đưa ý kiến tái hợp lại Hiệp định Paris, nhưng chúng ta đã từ chối vì điều đó phản tác dụng cho Hoa Kỳ. Từ đó, luật sư Lâm Chấn Thọ có một cái nhìn lạc quan khi trở lại nơi này. Có 9 nước bảo đảm với đất nước của tôi là Việt Nam Cộng Hòa rằng họ sẽ tôn trọng và sẽ bảo đảm quyền tự quyết của nhân dân tôi. Cho nên, đó là một món nợ mà họ đã thiếu nhân dân tôi. Khi đến đây, tôi nhìn cảnh vật thay đổi thì tôi nghĩ rằng tình thế
tình hình thế giới sẽ thay đổi và những người đã quên món nợ của họ phải nhớ lại. Cho nên, mấy chục năm nay tôi theo đuổi để làm sống dậy, cho họ thức tỉnh dậy để họ hiểu rằng họ chưa trả món nợ đó. Đồng thời họ còn thiếu cái nợ thứ nhì là họ bảo đảm sự vẹn toàn lãnh thổ của đất nước tôi mà Trung Cộng là một thành viên đã ký ngang nhiên chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và những người đã ký cùng Trung Cộng không làm gì để giúp Việt Nam. Cho nên khi tôi thấy vật đổi sao rời thì tôi nghĩ rằng gió phải đổi chiều. Tôi mong rằng đây là thời điểm chúng ta có thể đi đòi những món nợ mà những người thiếu đất nước chúng ta phải trả lại. Những điều khoản đã nằm yên trong ngăn tủ từ hơn 40 năm qua nay được mở ra. Liệu chúng ta có khả năng giúp hồi sinh những tia hy vọng mới như lời luật sư Lâm Chấn Thọ vừa bày tỏ? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.